Chào quý vị khán giả, chào quý vị khán giả trong nước và ngoài nước. Út xin đi sửa điện thoại, cả nhà sửa điện thoại sẵn đây, mình ghé mua bánh chuối nướng nha. Bánh chuối nướng ở đây rất ngon cả nhà ơi. Đặc biệt là chủ quán vui vẻ, sạch sẽ luôn đây, bánh chuối nướng. Chuối thì nó hơi vừa vừa hùm hùm vậy mới ngon, cả nhà chín quá cũng ngon. Đủ loại chuối nướng, chuối có đậu nữa, có đậu chuối, đậu. Đậu đi, lấy đậu đi. Lấy 4 cái đậu, 5 cái đậu đi. À, đậu với chuối lộn xộn hay gì? Trái chuối với đậu đi. Ha. Thôi đậu hết đi. Đậu hết hả? Nhận ở chỗ nào, ở đây luôn hả? Em bên kia kìa, chỗ em cái bảng nhận đồ sữa, em về em nhận đồ sữa. Ồ, vậy là sữa đồ hả? À, chị mua miếng đậu không kìa? Đậu đậu luôn, 6 cái. Ừ, cái chế 3 hộp. Thì chị có uống mát gì không? Hai ngày nay nước bún á, con thắng bột. Uống 2 trái để hộp không? Phải có hộp bự để chung một hộp đi về nhà, đổ vô dĩa ăn khỏi mất công tốn hộp để bọc cũng được. Đắt quá cả nhà. Quý vị khán giả nào có đi ngang ghé bánh chuối của em Bảo ha cả nhà. Em Bảo sửa điện thoại mà vừa bán vừa bán bánh chuối thôi. Ghé ủng hộ nha. Cái ủng hộ bánh chuối. Lâu rồi không gặp Tinh. À. Chị ở đâu? Nhìn thấy chủ quán vui vẻ ha. Chủ quán đây nè. Ừ. Ủa chuối hả? Lấy đậu. Lấy cho cô đậu sao con? Dạ. Không cho nó nóng, mình để đậu á, mình nướng để trên đó đó. À. Để dưới đây cái nó bị cứng mà. Chuối cũng được, nó cái này chuối nó mềm hơn quá. Ờ. Lấy bốn chuối đi. Bốn đậu hai chuối đi. Ờ cũng được. Ừ. Sao? Thấy chuối nó mềm hơn ha, chuối chuối. Đăng lên cái trà cứu á, mua mười mấy hộp. Nó đem đi. Bây giờ đem đi cho anh ta ăn thử đi. Cái này ngon là chủ yếu nước cốt mình làm ngon là nó ngon. Được mà bữa nay nó hơi lỏng. Không bán luôn, cốt gì á bán. Sợ người ta buồn. Ăn cũng ngon nhưng mà nó hơi lỏng. Chạy qua là hai nồi luôn. Trở lại chị chịu ăn cái này nè, chuối này ngon. Bán đắt nữa nha, bên kia có bún. Rồi quý vị khán giả xem video có thích cho Út xin một like nha cả nhà, một like. Ai chưa đăng ký kênh nhớ đăng ký kênh ủng hộ Út. Cảm ơn quý vị khán giả rất nhiều. Chúc quý vị khán giả luôn luôn nhiều sức khỏe, hạnh phúc và bình an trong cuộc sống, mọi điều thành công tốt đẹp.